Xin chào các bạn, nếu như các bạn đang muốn tìm một căn nhà để ổn định về trường học cho con cái thì đây là một cái căn nhà 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm ở thành phố Westminster. Căn nhà này mới sửa sang lại toàn bộ và hiện tại đang cho mướn là 3.800 một tháng. Đây là cái khu phố của căn nhà. Đây là phòng khách của căn nhà. Đây là phòng family room của căn nhà. Nhà bếp của căn nhà được thông qua cái gara. Đây là cái toilet ở phía dưới. Tất cả 4 phòng ngủ đều được ở trên lầu và đây là cái phòng để làm việc, bonus room. Đây là phòng master bedroom. Phòng master rộng rãi, nhiều cửa sổ, thoáng mát. Đây là cái phòng tắm, thì có bên hông này là cái closet nhỏ. Và ở đây cũng có một cái closet. Đây là cái nhà tắm. Phòng bồn tắm nằm, bồn tắm đứng. Ngoài cái toilet ở trong này. Đây là phòng ngủ số 2. Mới sơn sạch sẽ. Sàn laminate. Đây là phòng ngủ số 3. Mới sơn sạch sẽ. Sàn gỗ laminate và có tủ đựng quần áo. Và đây là phòng ngủ thứ 4. Và đây là phòng để máy giặt, máy sấy. Và kế phòng để máy giặt, máy sấy là một cái bathroom thứ hai ở trên lầu. Và cái bathroom này dành cho 3 cái phòng. Đây là khu vực sân sau của căn nhà. Căn nhà này có AC. Căn nhà này ở thành phố Westminster có 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, rộng gần 2.500 square feet và hiện đang cho mướn là 3.800 một tháng. Để biết thêm về căn nhà này xin gọi cho mình số điện thoại là 714-262-3967.